Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ bảy ngày 28 tháng 4. Và bây giờ chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Huyện Phù Cừ mở rộng diện tích trồng vải, u trứng, giống vải chất lượng ngon, có giá trị thương mại cao trên thị trường nhiều năm qua. Toàn tỉnh có hơn 600 hectare lúa bị nhiễm bệnh. Ký ức hào hùng giải phóng miền Nam 30 tháng 4 qua lời kể của những người lính năm xưa quê Kim Động. Nỗi đau của gia đình có con bị lôi kéo tham gia tà đạo Hội Thánh Đức Chúa Trời với nhiều việc làm trái với văn hóa người Việt. Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử vụ án lưu động hay vụ án hình sự. Và bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Nhận thấy giống vải u trứng cho hiệu quả kinh tế cao, đầu năm nay huyện Phù Cừ tăng cường mở rộng diện tích trồng giống vải này. Hiện tại, diện tích trồng vải u trứng đã tăng gấp 6 lần so với năm ngoái. Năm ngoái, toàn huyện Phù Cừ có hơn 15 hectare trồng vải u trứng. Đến nay, tổng diện tích đã tăng lên 90 hectare, tập trung chủ yếu ở các xã như Phan Xào Năm, Minh Tân Đoàn Đảo và thị trấn Trần Cao. Toàn huyện trồng mới được khoảng 17.000 cây vải u trứng, chủ yếu được nhân giống từ những cây vải lâu năm ở xã Phan Xào Năm. Vải u trứng là giống vải quý, cho quả to, mẫu mã đẹp, cùi dày, ăn ngọt và thơm. Vải khi chín to tròn căng mọng giống như hình quả trứng, bình quân khoảng 18 quả là được 1 kg. Tuy nhiên, giống vải này tương đối khó tính, đòi hỏi người làm vườn phải có kỹ thuật cao, đặc biệt là khâu xử lý trong giai đoạn xa hoa đậu quả. Nhiều năm gần đây, giống vải này cho giá trị kinh tế rất cao, có giá bán gấp 3 lần so với vải lai u. Hiện toàn tỉnh có trên 6.000 hectare lúa bị nhiễm sâu bệnh. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, để ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, phát triển, bà con nông dân cần chủ động các biện pháp để phòng trừ. Trong đó, diện tích bị bệnh đạo ôn lá chiếm trên 400 hectare, diện tích nhiễm bệnh khô vằn 150 hectare và gần 70 hectare diện tích bị chuột phá hại, tập trung nhiều tại Ân Thi, Phù Cừ, Kim Động. Theo dự báo của Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, từ nay đến cuối vụ, thời tiết còn nhiều diễn biến thất thường, trời âm u, nắng nóng là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh tiếp tục phát sinh gây hại. Vì vậy, trạm bảo vệ thực vật các huyện, thành phố cần tuyên truyền hướng dẫn bà con nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng và chủ động các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Thưa quý vị và các bạn, xuất ngũ trở về cuộc sống đời thường từ nhiều năm nay, nhưng ký ức hào hùng về những trận đánh trong chiến dịch Hồ Chí Minh dường như còn in đậm trong mỗi người lính, các cựu chiến binh huyện Kim Động. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, huyện Kim Động có 1.685 chiến sĩ tham gia tại các mặt trận. Năm 1968, ông Kế nhập ngũ vào tiểu đoàn 608 trung đoàn 2 quân khu 3. Năm 1969, ông được điều về đơn vị vận tải Trường Sơn. Chiến dịch Hồ Chí Minh mở ra, ông làm nhiệm vụ lái xe đưa đón quân đoàn 1 tham gia đánh tại các điểm quan trọng như Huế và Đà Nẵng. Trong thời gian chiến đấu, trải qua khó khăn vất vả, nhưng đối với cựu chiến binh Kế và đồng đội, luôn mang trong mình tinh thần sẵn sàng chiến đấu vì miền Nam ruột thịt. Để đảm bảo đủ cái nhu cầu về đạn dược, vũ khí, rồi con người, lương thực phẩm cho chiến trường thì với khối lượng là khoảng 20 vạn tấn. Cho nên là lực lượng lái xe là lực lượng chủ công của bộ đội Trường Sơn. Có những đồng chí là vừa sốt rét, vừa cầm tay lái, và có đa số thì các đồng chí nào khỏe thì chạy đêm. Các đồng chí nào mà yếu sốt rét thì làm kỹ thuật xe. Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Ất nhập ngũ năm 1975 tại Cục Hậu Cần, Quân đoàn 4. Đây cũng là năm chiến dịch Hồ Chí Minh được mở ra. Mặc dù chỉ làm công tác hậu cần, nhiệm vụ chính là đáp ứng, vận chuyển lương thực, thuốc và vật tư y tế phục vụ chiến dịch, nhưng ông rất vui và tự hào vì đã góp sức mình làm nên chiến thắng của chiến dịch. Nghe tin Nam Bắc thống nhất, ông và đồng đội hết sức vui mừng. Sau khi mà nghe tin chiến thắng ấy, thì cảm xúc của chúng tôi là thấy là rất là phấn khởi, vì như là mấy chục năm giữa hai miền, tức là Nam và Bắc, đã chịu như là rất là nhiều đau khổ, nhất là đồng bào miền Nam. Những người lính góp phần làm nên lịch sử nay trở về cuộc sống đời thường, tiếp tục cống hiến và làm gương cho thế hệ sau. Dù trong thời chiến hay thời bình, những người lính năm xưa luôn mang trong mình tinh thần lạc quan, ý chí chiến đấu của người lính Cụ Hồ.
Sáng nay ngày 28 tháng 4, tức ngày 13 tháng 3 âm lịch, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã tổ chức khai mạc lễ hội đền Ghênh nhân kỷ niệm 974 năm ngày sinh Hoàng Thái hậu Ỷ Lan. Linh nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan sinh ngày 7 tháng 3 năm Giáp Thân 1044, bà là nguyên phi của vua Lý Thánh Tông và là mẹ của vua Lý Nhân Tông. Hoàng Thái hậu Ỷ Lan là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, đã hai lần nhiếp chính thay vua điều hành đất nước. Bà đã đưa ra nhiều chủ trương kế sách giúp giảm nạn đói, phát triển nông nghiệp, chiêu mộ hiền tài, dẹp thù trong giặc ngoài. Bà còn có công truyền bá đạo Phật, khuyến khích việc học hành. Đền Ghênh tọa lạc ở thôn Ngọc Quỳnh được xây dựng vào năm Ất Mùi 1115 để được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1993. Hàng năm vào ngày sinh và ngày mất của Hoàng Thái hậu Ỷ Lan, nhân dân địa phương lại tổ chức lễ hội truyền thống để tưởng nhớ đến công lao của bà. Trong 3 ngày lễ hội có nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao như tế lễ dâng hương, hát quan họ, giao lưu thơ ca, đồng diễn dưỡng sinh, thi đấu cầu lông bóng chuyền và các trò chơi dân gian. Vừa qua, cán bộ và nhân dân thôn Tống Xá, xã Tống Phan, huyện Phù Cử tổ chức lễ hội truyền thống tại cụm di tích đình chùa miếu của làng. Đây là lễ hội mang nhiều nét tinh hoa, đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Theo tài liệu ở địa phương thì cụm di tích làng Tống Xá thờ Đức Thánh Trần Quang, thờ nhà Lý. Sử sách ghi lại lúc về vùng Tống Xá, Phù Cử để chiêu mộ binh sĩ khôi phục nhà Lý, ông đã giúp người dân trong vùng khai khẩn đất hoang, mở rộng sản xuất, hướng dẫn nhân dân về phong tục tập quán và mở mang tri thức. Sau khi ông mất, nhân dân địa phương đã lập đền thờ để tưởng nhớ tri ân công lao của ông. Hàng năm từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 3 âm lịch, nhân dân lại tổ chức lễ hội truyền thống. Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an tỉnh vừa tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và cư dân sinh sống tại khu chung cư thu nhập thấp BH, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Các hộ dân được phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy, nguy cơ gây cháy, cách sử dụng đối với các thiết bị và dụng cụ chữa cháy đạt hiệu quả khi có sự cố cháy xảy ra. Trong phần thực hành tình huống, các đội viên phòng cháy cơ sở gồm ban quản trị tòa nhà, đội bảo vệ và các cán bộ phụ trách điện nước của tòa nhà cùng cư dân đang sinh sống tại chung cư được thực hành thao tác chữa cháy đối với hai loại bình chữa cháy phổ biến là bình khí và bình bột. Tuy nhiên, dù đã được thông báo về thời gian buổi tập huấn phòng cháy chữa cháy trước cả tháng nay, nhưng số lượng cư dân tham gia buổi tập huấn còn rất ít. Chung cư thu nhập thấp PH hiện có 135 hộ đang sinh sống với trên 300 nhân khẩu, nhưng số lượng người tham gia tập huấn phòng cháy chữa cháy chưa đến 20 người. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thông tin về hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời được người dân đặc biệt quan tâm. Trên địa bàn tỉnh ta đã manh nha xuất hiện những hoạt động của nhóm tín đồ này. Để ngăn chặn hoạt động của Hội Đức Thánh Chúa Trời, các cơ quan chức năng đã vào cuộc và bước đầu thu được nhiều tài liệu tuyên truyền. Đây là những tài liệu tuyên truyền kinh thánh của điểm nhóm Hội Thánh Đức Chúa Trời mà cơ quan công an huyện Tiên Lữ đã thu giữ được vào cuối năm 2017 tại gia đình bà Đoàn Thị Mận, sinh năm 1956, trú tại thôn Dung, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ. Thời điểm kiểm tra, gia đình bà Mận ngoài việc thu giữ 21 tài liệu còn có sự tham gia của 9 người đang tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép. Những người này thuộc địa bàn tỉnh Thanh Hóa, huyện Kim Động, Khoái Châu. Công an huyện Tiên Lữ đã lập biên bản và đình chỉ sinh hoạt của nhóm người trên. Qua tìm hiểu được biết, bà Mận tham gia vào cái gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời từ năm 2015. Nhóm tín đồ này lấy nhà của bà là địa điểm để sinh hoạt tôn giáo. Do quá tin vào những giáo lý của Hội Thánh Đức Chúa Trời mà nhiều năm nay bà Mận đã không chạy chữa cũng như đưa ông Lương, chồng của bà tới bệnh viện để điều trị, mặc dù ông đang ốm nặng do tai biến. Gần một năm qua, bà Mận luôn tin vào sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời và để mặc chồng mình bị bệnh. Ngay cả khi tiếp xúc với cơ quan chức năng và phóng viên, bà Mận vẫn liên tục tuyên truyền về giáo lý của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Đặc biệt, ngày 26 tháng 4, Công an xã Thủ Sĩ đã có thông báo gửi tới các gia đình trên địa bàn xã, cảnh báo về tình trạng có người của Hội Thánh Đức Chúa Trời xuất hiện tại một số điểm trên địa bàn xã. Giáo lý của tổ chức này có một số nội dung mang tính chất tà giáo, không đúng với kinh thánh, giáo lý của đạo Công giáo hay Phật giáo. Mặc dù chưa được công nhận, chưa được phép hoạt động tại Việt Nam,
nhưng các nhóm người của tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời liên tục lén lút đi truyền đạo, lôi kéo người dân tham gia. Không ít gia đình đã tan cửa nát nhà khi có người thân là thành viên của hội này. Chúng tôi tìm về gia đình chị Đỗ Thị Thủy ở thôn Dương Hạ, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, có hai người con đều là thành viên của Hội Thánh Đức Chúa Trời. Bao trùm cả căn nhà là một nỗi buồn u ám khi chồng thì bệnh tật đau ốm quanh năm, hai đứa con giờ đây lại bỏ đi biển biệt từ tháng 11 năm 2016. Việc bắt đầu khi cô con gái đang theo học tại trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia vào Hội Thánh Đức Chúa Trời rồi bỏ học và sau đó đã lôi kéo luôn cả anh trai mình. Từ những đứa con chăm ngoan, chịu khó, giờ đây đã có những hành động trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc. Họ sẵn sàng mang hết đồ thờ tự ném ra sông Hồng. Khi ông ngoại mất, bác mất cũng không về, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Sự thay đổi này khiến cho nhiều bà con lối xóm, họ hàng không khỏi ngỡ ngàng. Tôi là người bác trong họ và cũng là người cần kề hàng xóm nhất. Thì từ trước đến nay thì các cháu rất là ngoan. Trong quá trình cháu đi học ở Hà Nội ấy, thì cháu chả biết là bị dụ dỗ như thế nào, cháu theo một cái đạo lạ. Thế về nhà thì cháu không quan tâm đến gia đình, không ăn những cái đồ đã được thắp hương. Trước đây con gái của chị Thủy là một người sống tình cảm, dù đi học xa nhà nhưng em luôn viết thư điện thoại về động viên mẹ. Nhưng giờ đây chính người con ấy lại sẵn sàng viết đơn tố cáo mẹ vì đã giữ chứng minh thư nhân dân cùng 3 chiếc điện thoại của hai anh em khi phát hiện ra họ đang theo tà đạo này. Không những vậy, họ còn liên tục đòi tiền và chiếc xe máy được đăng ký mang tên người anh. Bất lực trước sự thay đổi chóng mặt của con, chị Thủy tìm cách cầu cứu đến chính quyền địa phương, nhưng mọi việc vẫn bế tắc. Gia đình có cái phát hiện hai cháu Trung và cháu Ngân có cái dấu hiệu đi theo cái đạo này, thì tôi xuống trực tiếp cùng với thông tư báo cáo cùng với chỗ cán bộ công an huyện xuống cái nhất là để nắm bắt và cũng để có phương hướng để làm sao công tác tuyên truyền vận động cháu. Nhưng thực sự là ở đây thì cháu thì nó lại đi học, nó không nhà, nó bỏ học thì nó lại chủ yếu là ở ngoài chỗ Mỹ Đình, Hà Nội. Giờ đây căn nhà chỉ còn mình chị, tất cả đồ tư trang, những hình ảnh kỷ niệm của gia đình, con gái chị đều đã mang hết đi. Chị Thủy chỉ mong ước có phép nhiệm màu để con mình trở lại như xưa. Thế là mong muốn hai con sẽ nhìn thấy mẹ ở trong cái hoàn cảnh này, thì hai con sẽ trở về với mẹ, quay lại cuộc sống bình thường để mẹ đỡ tủi thân. Không bao giờ mẹ đẩy lùi các con ra xa, một mà mẹ đã sinh con ra rồi thì bao giờ mẹ cũng vẫn giữ vững là kiểu gì mẹ cũng vẫn cứu các con cho đến tận cùng luôn. Tiếp theo chương trình thời sự là chùm tin pháp luật. Công an huyện Yên Mỹ vừa điều tra làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tiền của ông Lee Ho-yong, người Hàn Quốc, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Myung Steel Industry Vina, trụ sở đóng tại thôn Lưu Trung, xã Lưu Xá, huyện Yên Mỹ. Trước đó, ông có để trong ngăn kéo tủ quần áo tại phòng làm việc ở công ty số tiền là 4.500 đô la Mỹ, nhưng bị mất, chỉ còn lại 4 tờ tiền đô đã bị cháy xém các góc. Quá trình vào cuộc điều tra, Công an huyện Yên Mỹ đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ Đặng Thị Phương, sinh năm 1986, có hộ khẩu thường trú xã Lương Tài, huyện Văn Lâm, hiện đang làm công nhân nấu ăn và quét dọn của công ty, là thủ phạm của vụ án. Tại cơ quan công an, Phương khai nhận do hàng ngày vào dọn vệ sinh tại phòng ông Lee, phát hiện ông này để số tiền lớn trong ngăn kéo tủ nên nảy sinh lòng tham. Để che đậy cho hành vi trộm cắp của mình, sau khi lấy trộm toàn bộ số tiền trên, đối tượng đã rút 4 tờ đô la Mỹ rồi dùng bật lửa trong ngăn kéo tủ đốt cháy các tờ tiền để tạo hiện trường giả. Hiện Công an huyện Yên Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Phương về hành vi trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ Luật Hình Sự. Sáng 27 tháng 4, tại nhà văn hóa thôn Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, Tòa án Nhân dân thành phố Hưng Yên đã tổ chức xét xử lưu động hai vụ án hình sự. Vụ án thứ nhất đối với bị cáo Trần Bá Tài, sinh năm 1997, trú tại xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo bản cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, ngày 17 tháng 11 năm 2017, tại thôn Đào Đặng, xã Trung Nghĩa, Tài đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Way đã qua sử dụng của anh Lê Xuân Triều, trú tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, để mang đi cầm đồ, lấy số tiền là 3 triệu đồng.
Vụ án thứ hai xét xử đối với bị cáo Đặng Thị Tranh, trú tại thôn Mậu Dương, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, ngày 15 tháng 12 năm 2017, tại quán bán nước trước cửa nhà mình, Đặng Thị Tranh đã có hành vi bán trái phép 3 gói ma túy cho Lê Văn Vinh, trú tại phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên, được số tiền là 300.000 đồng. Ngoài ra, Đặng Thị Tranh còn tàng trữ 0,153 gram heroin nhằm mục đích bán cho các con nghiện kiếm lời thì bị Công an thành phố Hưng Yên phát hiện và bắt giữ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Bá Tài 1 năm 3 tháng tù, Đặng Thị Tranh 2 năm 9 tháng tù. Mời quý vị và các bạn đến với mục an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trong 4 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 53 vụ tai nạn giao thông, làm chết 39 người và làm bị thương 29 người. So với 4 tháng đầu năm 2017, mặc dù số vụ tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm 2018 không giảm, nhưng số người chết giảm 8 người và số người bị thương giảm 8 người. Các địa phương có tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, đó là Văn Lâm, Mỹ Hào và Yên Mỹ. Trong đó, huyện Văn Lâm xảy ra 11 vụ làm chết 6 người và bị thương 6 người. Huyện Mỹ Hào xảy ra 8 vụ làm chết 5 người, bị thương 7 người. Huyện Yên Mỹ xảy ra 7 vụ làm chết 7 người. Nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông vẫn là do người tham gia giao thông không làm chủ tốc độ, đi sai phần làn đường, tránh vượt xe sai quy định. Trong công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông trong 4 tháng đầu năm 2018, lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính trên 12.300 trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông với tổng số tiền phạt trên 8 tỷ 800 triệu đồng. Trong tuần, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hưng Yên đã phối hợp với trường trung học cơ sở Lê Lợi tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông cho các em học sinh. Tại buổi tuyên truyền, toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường đã được cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Hưng Yên thông tin khái quát về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và thành phố Hưng Yên, phổ biến một số nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ. Nội dung của buổi tuyên truyền đã giúp các em học sinh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật giao thông, đồng thời trang bị thêm kiến thức kỹ năng để giúp cho các em học sinh an toàn khi đến trường. Ngoài tuyên truyền, đội cảnh sát giao thông còn dành nhiều thời gian để giao lưu với các em học sinh qua hình thức nêu các câu hỏi tình huống khi tham gia giao thông. Đây được xem là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của các em từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhằm đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, các lực lượng chức năng của tỉnh và công an các địa phương đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là những vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, đi sai phần đường, làn đường. Cùng với đó, công an các huyện, thành phố cũng đã lên phương án ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, các khu vực có nguy cơ ùn tắc giao thông và các khu vực thường xảy ra tai nạn giao thông. Chú trọng tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Triển khai tối đa lực lượng, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, rồi là sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo trật tự trước và sau dịp nghỉ lễ. Trong đó thì tập trung xử lý tất cả các lỗi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, đặc biệt đối với cả lưu lượng xe khách. Tôi được lãnh đạo giao nhiệm vụ là tuần tra kiểm soát lưu động, xử lý các lỗi vi phạm chủ yếu để gây tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, tập trung là xử lý tại ngã tư Như Quỳnh và ngã tư Đường Cái, đảm bảo cho bà con được an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ. Trước và trong dịp lễ 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tăng cường 100% quân số, thường xuyên thanh kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, tuần tra kiểm soát thường xuyên trên các tuyến tỉnh lộ nhằm kiểm soát và xử lý triệt để hoạt động vận tải hành khách vi phạm luật giao thông như đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định. Bên cạnh đó sẽ tập trung kiểm tra các bến xe nhằm giám sát kịp thời, chấn chỉnh những vi phạm về vận tải khách. Chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra
điều kiện của phương tiện và người điều khiển phương tiện trước khi cho xe xuất bến. Và trên các tuyến đường thì lực lượng chúng tôi thì tăng cường công tác kiểm tra xử lý các cái vi phạm về các cái lỗi như dừng đón trả hành khách không đúng nơi quy định. Để dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vui vẻ an toàn, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị chức năng, các ủy chính quyền, hội đoàn thể cần tăng cường vai trò lãnh đạo chỉ đạo đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh đa dạng hóa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân trong thực hiện nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, mỗi cán bộ công chức cần nêu gương và vận động người thân trong gia đình thực hiện nghiêm quy định của luật giao thông đường bộ. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự ngày mai Chủ nhật, ngày 29 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bác sĩ chiến sĩ Vũ Đình 6, xã Hồng Quang nêu cao phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ. Xã Hưng Đạo diện tích trồng dưa bao tử cho thu nhập cao. Những lưu ý phòng tránh bệnh viêm não mô cầu. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.